hãy cùng Phi Nhung uống trà thảo mộc Dr. Thanh mỗi ngày để thanh lọc bên trong, tươi trẻ bên ngoài. Và chúng tôi mời quý vị và các bạn cùng gặp gỡ thí sinh Mai Trang. Vừa biết được cái thử thách của chương trình đó thì cái thèm thù nó lắng ác Lý Chi rồi. Cứ thèm trước đi rồi tính sau. Bất ngờ khi mà lại được một ngày như vậy. Sau khi mà nấu xong á, nhìn vô cái thành phẩm mình làm ra, sao mà nó béo và cholesterol nó cao như vậy. Nhưng mà lúc đó thì thôi kệ, là ăn chay lâu ngày mà được ăn thịt lại, cái cảm giác nó sung sướng rồi, nó hạnh phúc đến nỗi nào. Lúc đó là vừa đói nè, vừa thèm nè, ăn vô một cách rất là ngon lành, ăn nhiều, ăn hết nữa, ăn sạch luôn. Đầu bếp Hoàng Huy phân tích là ăn như vậy thì việc giảm cân của em thất bại hoàn toàn. Lúc đó là tuột cảm xúc, tuột tới mức thấp nhất luôn. Mình nghĩ chắc ba đứa mình đã không vượt qua được cái thử thách này. Tuần này bọn mình đã chọn thể loại hip hop tra. Nội dung của bài nhảy là nói về hai thằng con trai có một tuổi thơ sống động, cùng nhau đi bắt rắn, đi ăn trâu. Thì mình rất là to so với thể loại này. Thể loại này cần một sự uyển chuyển và sự chính xác cao. Mình chỉ có thể cố gắng theo kịp biên đạo, theo kịp partner để hoàn thành bài nhảy tốt nhất. Cái âm hưởng rất là đồng dao. Bạn lựa cái phiên bản này, cái nhạc hay quá. Cảm ơn bạn. Bây giờ thì quý vị khán giả có thể dự đoán xem họ có được ban giám khảo lựa chọn là tiết mục xuất sắc nhất trong tuần hay không. Soạn tin nhắn BN khoảng cách 02 và gửi về cho tổng đài 8369 3000 cho một tin nhắn nếu quý vị đồng ý với tiết mục này. Bắt đầu từ John. John thấy bài này như thế nào? Như Chánh Thành nói, một cái bài dễ thương từ đầu đến cuối với cái nhạc này và cái cách em thể hiện là đúng như Trang, như hai trẻ con. Từ đầu chương trình đến giờ đây là một cái bài phức tạp nhất về động tác. Đó là cái thế mạnh trong cái bài này. Cái điểm yếu thì nó thiếu thú vị một chút xíu và đối với anh nó không có giải trí lắm. Nhưng anh đánh giá cao về cái cách nhảy. Tại cái đó, đây là một cái bài rất là khó vì động tác. Mà cảm giác thì như vậy nè. Ok, chắc Lan Khuê dễ tính hơn. Lan Khuê thấy vui mà đúng không Khuê? Chắc không đâu. Khuê rất thích cái biểu cảm của bạn, đúng kiểu trẻ con cảm thấy thích thú với một cái trò chơi gì đó. Và cái biểu cảm đó của bạn khiến cho Khuê cũng cảm thấy cái bài hát này trở nên nó dễ thương hơn. Bạn thực sự đem tới cho Khuê một cái cảm giác là bạn rất là mềm mại, rất là uyển chuyển. Nói chung là bạn khiến Khuê cảm thấy thích thú. Nhìn cưng đúng không Khuê? Nhìn cưng ấy, dễ thương đó. Tôi thấy là bạn này cái biểu cảm, cái thần thái rất là matching với lại bạn Minh Hiền. Có nghĩa là mình không có thấy là cái độ biểu cảm nó bị chênh lệch giữa thí sinh với lại huấn luyện viên. Nhìn cưng lắm, hai người rất là hợp nhau. Chính cái biểu cảm của bạn đã cứu lại cái bài biên đạo này. Những cái trò chơi đó nó hơi thiếu. Có nghĩa là bây giờ cả hai vị giám khảo vẫn đang nói về sự thú vị của tiết mục. Có nghĩa là chưa tạo ra được cái trò nào thú vị cụ thể. Dạ. Nó vẫn nhưng đang là biểu cảm. Nhưng mà cái phức tạp về động tác thì rất là cao. Dạ vâng. Rất cao. Tôi nghĩ là sao khác 3 phút không thể nào chơi thêm trò khác được.
Một trò chơi rất là lâu. Chơi cái trò chơi đang mê mà lại cần phải thổi trò chơi khác làm gì? Chơi con gắn anh, chơi con gắn. Chơi con gắn nó chưa bắt được con gắn làm sao nó chơi trò khác được. Thì bởi vậy, còn cái cú nữa, bị dính độc mà. Anh cũng thấy là tụi em rất là bạo khi mà chọn cái bài nhạc này. Nó có riff nhưng mà được hát trên nền a cappella và không có nhạc cụ nào hết ngoài trừ một cái trống timbale mà tụi em có thể biểu diễn được là như vậy. Anh cảm thấy là nó là một thử thách rất là lớn, nhưng mà thật sự là vẫn cần một cái gì đó nó dễ thương hơn nữa cơ, nó làm cho ta phải ngạc nhiên, người ta phải tìm thấy được cái dĩ vãng quá khứ cái tuổi thơ của mọi người đó thì mình sẽ dễ ăn điểm hơn. Đó là cái kinh nghiệm để lần sau đi thẳng vào tâm lý người ta luôn. Chúc mừng em. Thế thôi. Dạ vâng, xin cảm ơn ba vị giám khảo. Nói chung là mình phải vận dụng cái tuổi thơ mình về nhiều hơn, ùa về nhiều hơn nha. Chơi con gắn thì nó cũng không có vui lắm. Gắn cắn thì đau, băng bó xong hết giờ. Nói chung là thưa quý vị, mỗi một tuổi thơ đều được diễn tả theo một cách khác nhau. Hôm nay các bạn nhớ lại vụ rắn cắn chứ thú vị lắm. Nhưng mà không sao, như anh John nói, đánh giá cao về phần kỹ thuật là được rồi. Bây giờ chúng ta sẽ đến với phần chấm điểm. John trước đi. 7 điểm. Không đúng là hôm nay bạn Mai Trang nhảy giỏi á, nhảy rất là đều với bạn Minh Hiền. Còn Khuê, Khuê nghĩ con số 7 là xứng đáng. 7 điểm luôn. Hay à, anh Đàm 7 điểm luôn. Ờ sao khen quá, cũng 7 điểm vậy ta. Không sao, dạ thưa quý vị, điểm trung bình 7 điểm. Mời các bạn tiến về bàn cân. Cân nặng ban đầu là 76,3 và cân nặng hiện tại là 73,6. Với một sự đảo ngược như vậy thì số cân bạn giảm được là 2,7 kg, tương đương với 3,5% luôn. Và đây cũng là chỉ số giảm cân cao nhất, tổng điểm là 10.5. Chúc mừng bạn. Hãy cùng Phi Nhung uống trà thảo mộc Dr. Thanh mỗi ngày để thanh lọc bên trong, tươi trẻ bên ngoài.